Năm 2016, bộ môn vật lý trường đại học quốc tế mở ngành đào tạo kỹ thuật không gian bậc đại học. Chương trình với 4 năm tập trung đào tạo kỹ sư chuyên về ảnh vệ tinh viễn thám và công nghệ định vị vệ tinh, đẩy mạnh các ứng dụng của chúng vào đời sống, phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ được đào tạo từ các trường đại học uy tín. Hệ thống phòng thí nghiệm rất hiện đại. Đặc biệt, ngành cũng đã ký kết hợp tác quốc tế với các đối tác uy tín, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, sinh viên của ngành có cơ hội đến Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản để thực tập và có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.